nhớ đến chị nè. Đây. Khỏi chưa hết giờ. Chưa. Nhiều nhỉ. Thôi đi vào hai đi. Vào xem. Đẹp thật đấy. Em bắt mấy con gà này. Đứng vào đây nhá. Để bộ đi. Bắt tiếp. Đây này, đây gọi đây. Ui. Sao chị? Trời ơi, trông con vắng nhỉ. Mickey Mio. Đâu rồi? Đâu rồi? Em đâu rồi? Sáng ra, mới này. Hả? Một em đâu rồi? Em này lớn hơn tí vậy nhỉ? Mio đâu rồi? Hả? Con, à Mickey đâu? Mickey kìa. Đây đi Lu à? Lu của Hân à? Hả? Cái bộ anh. Có bộ sao ấy? Hả? Đây. Để em tìm này. Vừa thấy một hả? Vâng. Chắc nằm mua cái thuốc vậy nhỉ? Ừ. Này ta nói chả ngứa gì vậy? Ngứa. Nhưng mà xem có cái gì trị mấy con bọ gì không? Hôm nào nắng tắm ấy nhỉ? Lúc nào nắng em tắm. À, con kia mới có không? Không thấy chạy để xem có không? Mình bắt cho chắc nó. Chắc có đấy, nó ở cùng nhau ấy. Ừ. Nào mình ta tắm cho nó để nắng tắm nó. Mình nắng lên không tắm cho nó vậy. Tắm cho nó hết. Nhỏ đấy. Có nghe nè. Dưới này có không nè? Cái này nó chỉ cắn trên sống lưng thôi sao em ạ? Dạ. Ừ. Cái này nó có đâu. Xem có không nhé. Đây phải không anh? Đây, đây, đây này. Phải đi, bắt đi. Bỏ ở đây. Ui, đây này. Nè. Con mối nha anh ạ. Ui, kêu bẹp phát mà. Đây này, đây, 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 đây. Đi bắt đi, đâu đâu. Đấy, nhúc đi. Đây, đây. Đấy, bé đấy nhỉ, mấy con này. Thế này nó cắn. Nó mới nở. Cắn nó ngứa lắm đấy. Mấy Mickey chạy đâu không về đây để chị bắt cho. Ôi nhiều con ti ti lắm mày, nó mới nở. Phải không? À, đây đi này. Đưa mắt đi, anh thái chuối cho đây nhé. Vâng, anh thái. Đi chị bóc cái nào. Cái này có không? À, cho nó hết đi. Hết được không? Không ngứa nó đấy. Cắn nó hết. Nhưng mà nắng to tắm được chưa? Ừ. Tí nhỉ? Ừ. Nó cắn nhớ. Đấy, nó kêu à. Điên chị bắt cho, nắng quá phải không? Nắng à? Nắng, nắng quá đây nè. Đây chị bắt cho. Nắng. Lùi lại nữa nắng anh ạ. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, ở đây chị bắt cho nhá. Đây là này, ui, nó bé tí anh ạ. Vâng, nó bé tí luôn ấy. Mình lấy đủ sao anh nhỉ? Đủ đấy. Đủ băm rồi. Băm cho nó ăn, nó đói ấy. Cũng không còn nhiều mấy nữa anh nhỉ? Ừ. Đủ ăn rồi còn đấy. Sáng dậy trời râm rời nắng nhỉ? Nắng sớm nhỉ? Ừ. Em vào trong nhà lấy cho anh cái chỗ ở lấy mua đi. Dạ vâng. Nào em đi chơi đi. Đi chơi đi. Nào chị bắt tiếp cho. Nào chị bắt nhiều nó luôn. Rồi, để đấy đây. Không chạy. Sắp đâu rồi. Nó luôn cái này đi. Đi
Đào đều em ạ. Dạ vâng, đi em đào đều đi. Đều ạ. Vâng. Bánh hơi to đâu phải không? Nhưng mà gà to vẫn ăn được anh ạ. Chơi ạ. Được rồi, anh đi này, đều rồi đấy. Thôi để anh đi chăn ra. Vâng. Cho mấy chỗ quét ra cái này nó sạch nhé. Vâng. Để anh chăn ra. Xong chưa? Xong rồi đây anh em còn dưới đây. Chân gà xong rồi à? Chân gà nhìn mấy chân gà. Sao nó không ăn nữa? Không ăn rồi anh. Không, nó không. Có mấy con da thôi còn đâu nó có da nữa. Cái gà này nó bị ốm bệnh. Nó có đi với nó không có. Không biết. Em mang người bán. Đi bán. Không để nó đẻ có được mấy con gà. Nhưng mà nói như thế thì để làm gì? Bán này mua gà con để làm gì? Bán hàng mua gà con về để nuôi lấy khác kế vào. Thế nhưng mà tiêm dùng để nó đẻ mình nuôi bao lâu rồi? Nhưng mà sợ để nó lâu quá, một thời gian này nó chẳng may nó mưa gió này thất thường này nó đổ bệnh như nó ốm nó không ăn được. Mua số gà khác về nuôi kế vào đây. Có độc lấy con gà nuôi mãi mới được đẹp thế bán đi tiêm nhưng muốn đẻ trứng. Mà không bán thì sáng nay chăn nên nó có ăn đâu. Không ăn. Bán đi xong thì mình nuôi mua gà con về kế ở chỗ khác nuôi. Nhưng có độc mấy con đấy bán liệu có đủ tiền mua gà con không? Đi sang vườn kìa, xem vườn dàn mướp đi, xem có quả không? Lắp mấy quả mang đi bán củ. Cái vườn mấy hôm em không ra không biết có còn nhiều quả không ấy. Đi, em đi lấy đồ. Thế để em đi lấy đồ thôi nhá, xem có thì cắt nhá. Ừ. Thôi đây nhá. Thế đi em ơi. Vâng. Theo chị ra đi. Cái đục. Nhung 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 mi kì. Nhung mi kì. Nhung mi kì. Đi nào. Đâu rồi? Nhung mi kì. Con kia đâu rồi? Đây anh. Đây với chị nào. Đi. Ở đây. Có quả đây. Đây này. Đây. Đây quả đây. Nhưng quả này vẫn nhỏ anh ạ. Nhỏ nhỉ. Đây cũng có quả đây. Quả này chưa hết nhỉ. Kìa. Trong kia có cái này. Ui, nhiều quả lắm anh nhiều ạ. Nhiều nhỉ. Thôi đi vào hái đi. Vào xem. Đây có quả đây. Hái gì trong này ra. Thật đấy. Nó cỏ dài nhỉ. Đây quả này to đấy nhỉ. Thế thì anh cắt đi. Quả này cắt được rồi đấy. Cắt được chưa? Cắt được rồi. Anh để đi. Này nhá. Vâng, ui, đẹp thế. Ây à, cứng ghê đấy.
Ờ, đẹp thật đấy. Đây à? Đây, 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 một quả đấy. Ôi trời. Đây, 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 đây. Đây nhỉ? Đây, 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 quả đây. Đi rồi. Chị, đâu đây. Em à? Đây còn quả nữa. Cắt. Ừ. Dài thế nhỉ? Dài. Đây, không có. Bên kia kìa anh ơi. Được. Đây, đây. Cắt đi. Cứng đi. Cắt đi một quả, cắt cái quả đến đây này. Đây. Đây quả gì? Đây đây, còn quả này. Quả đấy đẹp nhờ anh nhỉ? Ừ. Đây đây em ơi. Còn quả. Kia nó quả đi được không? Đẹp lắm. Đẹp lắm ạ. Đẹp. Hết. Tôi thấy chắc hết quả to, còn toàn quả nó bé thôi nhờ. Hết rồi, hết rồi. Tôi đi đây. Đừng dấu đầy rồi này. Thằng thê rồi đấy. Hết rồi. Còn như quả bé nhỉ? Là đứa to đó, mình cắt tiếp. Có nhiều nữa. Đó không? Đi về. Đi về đi. Đi về nào. Đừng 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 đừng. Đi. Đây bắt mấy con gà này. Đi bắt để nó không chứ. Cái gì? Sao lại bắt à? Cái cỏ. Nó chả nó cây cổ hả đi. À, thấy sao? Đẹp bây giờ. Nó bắt ở kia kìa. Đây. Đóng vào nhé. Sao? Vào chuồng thì nó đâu. Không có. Nó ra kia rồi. Em đi đường này nhá. Dạ vâng. Nó ở trong chuồng hết đấy. Bón nhá. Đấy, đấy, thấy không? Đây vào đây. Đấy, đấy. Bắt nhá. Giữ con đây nhá. Hai kia để bố đi. Thì hai con à. Thôi đuổi tiếp đi. Thôi thử để anh vô ra. Chạy. Máy còn vô được hai con. Nó nhanh chưa? Ừ, nhanh thật đấy. Này, con đi. Đây. Ôi, ôi. Anh cuốn trên này này. Đấy, được rồi đây ạ. Anh sẽ cuốn vào đi. Thằng máy chắc rồi, dạ. Ừ, mấy con kia chạy từ đâu rồi không biết nữa. Nói nhỉ? Đó, đây, chắc rồi. Rồi, cho vào đi. Thôi. Nhá. À, để xách cho mê đi. Thôi, đuổi tiếp đi. Bắt tiếp. Đó, để không có được. Sang chuồng kia xem. Ừ. Nó chạy đâu hết rồi nhỉ? Chuồng này có không nhỉ? Có cái ý chuồng này, ý nó vào đây xem. Đây, 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 nó ở đây à? Để trong này này. Chui vào đi. Anh chui vào đi. Vào đi. Đây đây. Đây đây. Đâu đâu đưa cho. Đây này. Cầm lên con. Đi. Buộc chân nhá. Đi. Đây còn mấy con nữa này. Từ từ để em buộc này. Ừ. Đây đây. Thêm một con nữa. Từ từ để em buộc đã. Đây. Để em buộc con này đã nhá. Xong chưa? Đây 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 đây. Xong rồi đây. Đây đây. Buộc con này nữa. Nào, trong này còn. Mấy còn mấy con nữa. Tối tối chả nhìn rõ. Từ từ cho em đâu. Nào. Đấy. Để vào tiệm. Chui vào tí. Bắt đi. Ôi đây đây đây. Còn chờ, chờ chờ ép buộc không rồi nhá. Chưa được đâu anh nhỉ. Bắt được chưa anh? Đây đây đây, cầm con đây. Nào. Đấy. Thế rồi đấy. Con này to thế. Thế con rồi. Được mấy con nhỉ? Được nhiều ghê đấy, em không để ý đâu. Nó chui trong này nữa, ở trong này may còn kín ấy. Bắt được nó ấy. Chưa, sẵn chắc vào nhá. Để xem còn nhá.
Ui. Để xem lại cái chuồng này. Để xem đi. Còn con nào? Hết rồi sao em ạ? Hết rồi. Hết rồi. Thế nào, thế để đấy về nào. Đi về đi. Ui, nặng quê đấy nhỉ. Ui. Ui, nặng nhỉ. Đi về đi. Đi. Nặng quá. Đi nhỉ. Đây, em kéo cửa được không? Đi. Kéo đi. Đi. Vào đây. Ui. Nặng. Đấy. Ui, ui. Ui, đấy mệt quá. Ui. Nóng. Cái này đẹp nhỉ? Đẹp quá đấy. Hơi kia. Thôi mang đi bán để thay mua dứa khác về thay. Thế vào. Thay thêm mồ hôi này. Này mồ hôi. Ơi, đậu còn mũi nữa anh ạ. Mũi nhiều. Trong ấy nó nóng này. Đây cái gì? Cái gì? Nóng lên nó nhiều mũi, cắn ngứt người. Sao trời đang dâm thì nắng thế nhỉ? Tôi đi thay quần áo không chứ, đi chợ không có nắng lắm. Chờ tí nhá. Nắng mất đấy. Tôi nhập nước vào đây đây. Chờ vào đi. Nhập. Ừ. Ok. Đi. Em quẩy cái này nhá. Vâng. Đây, quẩy cái này nhá. Đây rồi. Đi. Nắng lắm. Vâng. Trời nắng to ấy. Con này cũng nặng nhá. Nặng chứ, to đẹp thế. Mà nó cũng chết tiếc anh ạ. Ừ. Thôi nhưng mình vào lứa khác để nuôi. Nó ăn được, nó béo. To rồi cũng chiếc. Thôi em đóng cổng nhé. Trời vẫn có mây vẫn nắng. Nhiệt lắm nhé. Vâng. Đó. Nóng. Nào mà chán, anh đang là cua rồi, đổ rồi, đang là phao. Ok, anh như thế.
mười đấy, ngon lắm. Món chọn gì ạ? Là đấu thả rông đấy. Còn đấy làm giống rồi mà kiếm được. Con cả trẻ thấy thì sáu quả. Em giảm lắm rồi. Sáu quả. Vâng. Con này về ăn khi tan được mà làm giống như vậy. Vâng. Cảm ơn cô nhá. Thôi đủ rồi cô ạ. Thôi cảm ơn cô nhá. Đúng chứ. Vâng. Vâng. Dạ bán bao nhiêu đấy? Cô chọn con nào cho đây cám đấy. Này, gà nuôi hay là gà cám cháu? Gà nuôi nhà đấy, chăn cưới đấy. Vâng. Bác cho cô 10.000 nhá. Vâng, vâng, cũng được ạ. 10.000 cô lấy thân này. Vâng. Mướp bao tiền cân nữa, cô mua 2 cân mướp à? Mướp này á? Mướp này cháu bán 5.000 một cân. Cô lấy cho 1 cân nhá. Vâng. Cái túi đây nha. Mướp này cháu không dầu được ạ. Vâng, vâng. Đây, con lấy 5 nghìn. 5 nghìn, 5 nghìn, 4 nghìn. Vâng ạ. Con mua các nghìn không? 5 nghìn nhá. Con xin nhá. Vâng. Mướp của bà đấy. Cảm ơn nhá. Vâng ạ. Cô mua gà cô ơi. Đấy, cô lấy con nào ạ? Cô lấy con nào ạ? Vâng, vâng ạ. Con này... Con này 150 ạ. Cô cứ xem. Vâng, cái con này. Cháu ai? Cháu ai? Không ngon đâu. Mình sợ thật cả. Không ạ. Con này nó đĩa. Chưa, chưa đĩa. Nên nó cắt như đĩa. Chưa. Cô đây ấy thêm cháu ít mơm. Đấy, cháu cảm ơn nhá. Cảm ơn cô nhá. Vâng ạ. Mua gà đi em ơi. Mua gà đi. Mua gà mua. Gà bao nhiêu cân đi anh? 80 em. 80 em. Xem đấy, có con nào béo béo không anh? Đấy em cứ xem đi. Con này béo hơn đấy, con này bao nhiêu anh? Con này á? 150 ạ. Thế này lấy không? Con này. Quá bà nhỉ? Bà đây, bà đây bà ơi. Bà đây con xin bà nhá. Cảm ơn bà nhá. Cảm ơn bà nhá. Bà về cái bà nhá. Cảm ơn. Vâng. Anh ơi, bà thế nào đây? Bà em bán 80.000 một cân. Gà ngon đấy nhỉ? Bao tiền con này? Con này à, em lấy 150. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Nóng quá.
con bán như thế nào ấy? Đi ra đây mua gà đây này, gà ngon này. Đây. Đẹp, 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 đẹp lắm. Cái to nhỉ? Nuôi gà này có bán nào không? 3.000 một con. 3.000 một con. Gà đẹp đấy nhỉ? Đấy, đẹp này. Vâng. Gà đẹp lắm. Vâng. Bán cho tôi ăn thôi. Đấy, bà mua đi, bà mua. Không bán bớt thì cháu đi, cháu mua về cháu nuôi. Cháu lấy hết chỗ này cho. Đấy, cái này lấy 28.000 một con nhá. Vâng. Đấy, lấy đi. Vâng, bao nhiêu con, bao tiền đi con nhỉ? Bác còn thấy mong. Đem lên, lên là gì? Không tham, bạc. Chú chế, còn thấy chứ chắc chắc rồi đấy. Bạc, 200 Lấy 250 đấy. Vâng, vâng, lấy 250 dưới bán cho đấy. Cô cho cháu xin luôn cái lồng nhé. Cháu mang về cháu nuôi, gà con đẹp quá. Cho bác làm bao nhiêu? Đây con gửi cô ạ. Xin nhá. Đây là cho bác này vào đây. Xin nhá. Rồi, rồi. Rồi, về nhá. Rồi, rồi, cho bác nhá. Nóng lắm rồi. Nè, đẹp ấy à? Đẹp ấy? Đẹp ấy? Đẹp. Nóng thế. Nóng thế. Nóng thế. Đẹp. Đẹp. Ấy. Trời ạ. Nhà đó. Mẹ đi đâu vậy? Bà mẹ đi bán gà to mỗi gà con về nuôi này. Đi ra chợ bán. Dạ bác, em dậy lâu đây. Chưa? Em dậy được một lúc rồi con đấy em đang chụp. Nè, đâu mẹ thế nào? Dậy thế. Con gái mẹ dậy rồi. Đây gà con này. Đây gà đây. Gà đây. Đẹp không? Đấy. Đây. Ôi, em xem đây này. Ôi, to thế. Ô, đây, 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 đây. Đấy. 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 Ô, gà. Đấy. Gà đây. Ôi, gà đẹp không? Đây, nó nóng rồi này, anh này. Nóng ấy nhỉ? Ôi, quạt nó ở yên đấy. Nó nóng ấy. Gà đẹp không? Nóng ấy. Đẹp chưa? Đẹp không? Đấy. Nóng quá. Ôi, 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 ôi. Ôi, em thích. Không. Thích quá, hoa nô thích quá. Ai bảo? Đưa quà cho ba ba quà cho. Ôi, em thích quá này. Má chưa? Hoa nô. Đây gà đây, gà đây, gà con đây, nhè. Chị Hân nuôi nhá. Ơi, kia nó muốn nhảy ra ấy. Nóng. Nóng tí thả ba chuồng kia cho nó. Này nóng mà. Làm, để làm chuồng cho nó nhá. Vâng. Còn con gà này thì thịt đi. Thịt à? Ui, hay thả ra nhỉ. Trứng. Thả ra. Thả ra cho nó đẻ trứng. Thế đi, để. Mang đi, mang đi kia để làm. Nào, thế chị Hân lại trông em ở đây nhá. Trông em nhá. Nóng quá nhỉ. Đi làm nhá. Em cởi áo ra nó nóng quá. Ừ. Ôi, 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 nó nhảy ra rồi. Bắt nó vào đây. Bắt nó vào đây. Nó nhảy ra rồi, thế nào đâu, để áo vào cho mẹ nằm. À, đâu, 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 đâu. Ôi, 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 ôi. Đâu đây. Ôi, 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 được rồi. Đâu đây. Đây. Con em cầm cuốc, cầm dao. Ba mẹ đi, thấy chuột cho nó. Mình làm cho nó nhé. Vâng, vâng, vâng. Đây, mình ngồi ấy chưa? Đẹp quá. Ây, đẹp quá. Ây, đẹp quá. Ây, đẹp quá. Đây, làm cho này. Đây, đây. Đấy, thả cái dài đấy. Em cứ để côi sao này. Đi vào ôm đống rồi đây. Ôm cái đống ra để làm gì anh? Đống ra, đống rào. Nó để anh phát cho. Đây, sao em đi kiếm cái nan tre đi. Để đó. Vâng. Nó rào thế này này.
Vâng vâng. Anh phát nhé. Làm ra. Lấy cái này đóng được hay anh nhỉ? Ừ, được không? Đây này. Ừ, nhỉ, được. Cái này đóng được không nhỉ? Ừ. Em về tiếp nhá. Ừ. Phần này không biết buổi trưa anh nhỉ? Tí thiếu lấy sau chứ nhỉ? Ừ. Tí thiếu lấy sau thôi. Vơ đi cho. Ừ. Vơ đi. Trời ơi quá. Ôi đấy nhỉ. Trời ơi, mưa sao hay nó ôi. Ướt rồi, ướt hết áo rồi chứ. Ướt rồi. Làm lúc nóng. Hai chị em chơi nhau chơi cái gì vui. Đi chơi gì. Ôi con gà nó nhảy lên này. Được. Ôi đẹp chưa kìa. Ừ. Nóng thôi. Nóng thôi. Chắc thế. Nhưng mà chắc nó không đi đâu đâu rồi. Ừ, chạy. Đi bắt vào phóng. Thực sự cái sức gà con này đẹp này, chân nó đẹp rồi đấy. Vâng. Nhìn ra là cái sự ưu nhỉ. Để có nhiều mua thêm mít một số đấy nhỉ. Vâng. Mình mua cho nó nhiều nhiều tí. Được con này là cái gì nhỉ? Con này á? Ừ. Có khi được cái sự nhỉ? Có mấy con đi. Quay như chỗ này thoải mái rồi đấy. Thế con nó đi. Con nó ở dưới cây đó. Này như thế nhá. Vâng ạ. Nó dày dày đấy nhỉ. Vâng. Thế này nữa nhỉ. Đấy, trong thế được rồi. Ừ. Đi thả ra nó được chơi nó sướng lắm nhỉ. Món này gà con này. Vâng, nghe nó đang nhảy lên này. Ừ. Xa có rồi, nó đẩy ra. Đất này cứng lắm. Vâng. Đẹp kìa, đóng hơi đẹp vậy nhỉ. Anh đóng đi nhá, em đi lấy ít chấu để tí thêm rắc vào đây nhá. Đi lấy đi. Cắt xong. Còn đây này. Cắt đây rồi đây. Thì lấy chấu được không? Không phải, chứ là lấy tiếp. Ra hết rồi. Ra hết rồi. Nóng quá. Chân nó hết đi chứ. Hả? Hết. Gì kì? Nè. Hả? Cái gì? Dầu, cái gì? Ừ. Không. Quay ra đây nè. Quay ra đây để em lấy chấu anh. Ừ. Làm dày dày rồi tí đi, để cho nó. Vâng. Tí nó nằm cho đó. Bắt dày dày rồi nhé em nhá. Dạ vâng. Dày dày cho gà nằm mới ấm. Thưa, mỏng quá thì gà nó nằm nó không ấm đâu. Biết thế này có nhảy ra không nhỉ?
Chắc không đâu nhỉ? Vâng. Thật ra nó chẳng đi đâu đâu, nó chỉ quanh đây thôi. Này thoải mái ấm như vậy, ấm rồi đấy anh nhỉ? Này tí nó vào thoải mái bới. Không vết nhỉ? Xe vào đi anh. Xe vào đi. Hết à? Nào, nào, nào. Đi vào đây chơi nào. Đây, 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 nào, nào, nào. Đấy. Dạ, nó đi sao vào rồi. Mà đưa nó đi. Đứng như vậy nha. Để anh bắt cho. Vâng. Để con nó xem kìa. Ừ, để đây xem. Nó thích gà ấy. Để đây xem đi. Đây, vào đây nhá. Đấy, vào đây nhá. Vào đây ở nhá. Đây. Rồi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đi vào đây. Đây. Rồi. Em gà nè. Em gà nè. À, em mắng em không được ra, em gọi gà. Gọi em rồi, xem. Gà thả đi. Xem gà đây thả gà đây. Đây. Nó đang bới kìa. Đấy. Thế à? Đấy. Đấy chưa? Nè, tích 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 kìa. Em gọi gà đi. Thấy không? Không phải đi. Ba nhiêu con? Ba, xem là mấy chục con nhỉ? Gần trăm con. Đây, 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 đây. Nhiều chưa? Đấy. Đây. Sau này em lớn thì cho chị Hân với em trông. Nghe. Đây. Chăn nhá. Con không bám vào đấy được con. Kìa. Chăn không? Tích kìa. Em gọi gà đi. Em gọi đi. Đấy, đẹp chưa? Em gọi đi. Em gọi đi. Em gọi đã. Đây, thả xuống cho nó bới nhá. Đấy, bới nhá. Kìa, chân bên kia có lông nhỉ, lông một chân nhỉ. Chân to nhỉ, đẹp nhỉ. Đấy, gà đang bới ăn kìa. Bới ăn ầm ầm gà đấy, cũng cạc 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 cạc. Ai không thích à? À, đây gà thích à? À đây đây gà thích gà thích thích này. Đấy. Đấy. Bây giờ đang mới ăn đấy chưa? Ơi vui quá. Ôi em thích gà quá. Ôi làm gì em gì? Ôi làm gì đây? Ôi 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 tụt này. Ôi. Tụt đấy. 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 Đi, em bye bye. À ừ bye bye mấy chú gà nữa. Cho nó mới.